Các em và các bạn thân mến, chúng ta đã học về cơ sở dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu và chúng ta đã làm một ứng dụng về quản lý điểm. Đó là một ứng dụng mà làm cái nền tảng cho các em sau này để các em có thể làm được những cái website khác bằng Framework, Cardinal cũng như là Laravel. Thế thì hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các em là cách chúng ta bắt đầu khởi tạo một cái công việc như này. Thì để làm được cái việc đó thì đầu tiên là chúng ta sẽ vào Framework để chúng ta tải cái bản mới nhất về. Đấy. Chúng ta sẽ học cách nhé. Cái công việc này nó chúng ta theo đuổi nếu mà nó có những cái vấn đề gì về không hiểu thì các em có thể hỏi thầy. Và nếu như chúng ta theo đuổi nó thì chúng ta sẽ trở thành một người giỏi trong việc thiết kế các phần mềm. Chúng ta ghi cho thầy là vào một cái trang của nó là code. Chúng ta vào Framework nhá. Chúng ta lấy đây là một mã nguồn mở. Mở nhưng mà nó không phải là mở để chúng ta phá nó, mở mà để chúng ta thì chúng ta có thể lập trình theo cái mẫu của Framework. Thế ở đây chúng ta vào chọn cho thầy phần download. Chúng ta download cái bản này về. Đó, bản này là bản mới nhất. Chúng ta cứ chọn bản mới nhất chúng ta download về. Thế có các bản 3 và bản 2 thì cú pháp của nó sẽ khác hơn. Thì chúng ta cố gắng là chúng ta làm theo bản mới nhất. Nó hiện đại hơn, nó cung cấp cho chúng ta nhiều dịch vụ hơn. Và nó tường minh, dễ dàng phát triển. Thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ download cái bản này về. Bây giờ đã xong rồi, bây giờ chúng ta view để chúng ta lấy cái nó, chúng ta lấy cái bản đây. Đây nó ở đây Framework 4.0.3. Chúng ta copy vào web server của chúng ta là chúng ta đưa vào Xen. Rồi chúng ta đưa vào htdoc đúng không? Rồi chúng ta sẽ tạo một cái site là bán hàng. Bán hàng đây có rồi thì bây giờ thì xóa cái cũ này đi. Để xóa nó đi. Rồi rồi chúng ta tạo cho thầy một cái size mới. Tạo một size mới và ta copy vào. Chúng ta ghi là shopping nha, vì thế ngắn gọn thế thôi. Tôi thả chậm một tí. Ok, ta chọn shopping. Shopping. Rồi mở shopping rồi nhá. Thầy làm rất chậm để các em theo dõi. Đấy, chúng ta paste cái framework này vào. Cũng như lần trước chúng ta giải nén framework này ra. Giải nén ra. Rồi chúng ta vào bên trong, chúng ta lấy tất cả ra đây, chọn Ctrl A. Ta copy đưa sang shopping. Đấy. Và ta paste, ta xóa đi hai cái này. Ta cho ta copy rồi. Ta xóa hai cái bỏ đi. Ta paste vào đây. Nó bảo có cái cũ lỗi rồi. Bây giờ ta vào đây. Rồi thầy nói framework 4.2 đây, 4.3. Copy. Rồi vào đây thì lấy lại nhá. Đó. Vào shopping. Rồi ta đưa vào shopping. Em sẽ lập trình như vậy cái công việc của chúng ta. Rồi shopping. Rồi bây giờ chúng ta paste ra. Đưa ra ngoài, Ctrl A copy hết hay cắt, chúng ta cắt.
cắt. Đấy, cắt đưa ra ngoài shopping nhá. Rồi ta paste vào. Để nó thư mục gốc của chúng ta là shopping thôi, thầy xóa đi hai cái này đi. Xóa cái này đi. Cái này là cái có sẵn. Có trước đúng không? Cái này các em cứ để được, lúc nào hỏng thì chúng ta dùng. Đấy, bây giờ chúng ta mở cái này ra. Chúng ta mở cái này ra thì thầy mở tạm cái mới để vào trong shopping. Đấy, chúng ta xem refresh lại cho nó hiện ra. Rồi ok, shopping đây. Nó vào thư mục này là không rộng đúng không? Nghĩa là đã có rồi, ta copy vào đấy rồi. Đã loát cái các bạn thông cảm là trên nhà trên nó đang sửa nhà, nó khoan đục các thứ nó hơi ấm. Rồi các em bạn thấy của chúng ta nhá, bản mới này nhất này có config, có controller, có view vân vân, giống như cái bản trước nó cũng gần giống tương tự như vậy. Thế thì chúng ta vào config, chúng ta chọn app cho thầy. Chọn app, chúng ta chọn cho thầy cái kệ những cái này nhá, chúng ta không động vào nhá. Đấy, đó là những cái từ khóa liên quan đến đây. Bây giờ các em thay đổi cho thầy là localhost, rồi chúng ta ghi là shopping, rồi chúng ta thêm một cái nữa là public. Đấy, rồi bây giờ chúng ta sẽ thử chạy xem shopping này đã lên chưa. Ta thử chạy nhá. Đây là trang của nó. Rồi. Nó cung cấp cho chúng ta để chúng ta có thể. Bây giờ chúng ta chạy cái này ra. Đó, chạy cái gem này ra. Chọn đây nha. Rồi, chúng ta chọn gem cho nó chạy đi. Chúng ta có thể sâu lên. Start. Lát chúng ta tạo cơ sở dữ liệu sau. Bây giờ chúng ta thử gõ nha. Localhost shopping. À, ra rồi, đúng không? Chúng ta có cái night bar bên đây rồi. Đấy, ngon. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy luôn cái này làm cái menu thôi. Các bạn có thể lấy luôn nó. Rồi, bây giờ chúng ta vào đây. Chúng ta chọn cho thầy cái view Home Welcome, đúng không? Ra màn hình chào. Chúng ta thay đường link cho nó. Đấy, cái phần trên là phần cái phần những cái con số này này, rồi header vân này, nó chính là cái style để cho trang trí cái trang đó. Style trang trí chúng sau này chúng ta có thể thay đổi, chúng ta có thể thay đổi tùy. Nhà trên kinh quá nhỉ, nhà trên nó cứ ầm ầm ầm. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần đây. Không biết là chữ view home này. Home. Rồi. Home chúng ta ghi là trang gọi là bán hàng nhá. Trang chủ. Các em ghi cho thầy tùy các em để home được. Chúng ta ghi vào cho thầy. Rồi, chúng ta tận dụng luôn nó làm cái trang quản lý bán hàng luôn, là trang chính.
Đây là sản phẩm, chỗ này chúng ta ghi là support. Ghi xong rồi, cái nội dung dưới chúng ta có thể làm cái gì đấy tùy chúng ta, có thể xóa đi vân vân đấy. Cái này nó để hiện ra cái version của cái con deny thôi đấy. Bây giờ chúng ta xem ở trên cái này nha, đến đây là mã PHP là version để hiện ra cái version của nó, là cái phiên bản của nó. Đấy, trang chủ sản phẩm đăng ký đúng không? Thế bây giờ trang chủ rồi, nó ra hiện ra cái phần các sản phẩm. Chúng ta vào đây chúng ta chọn được các sản phẩm khác nhau. Đấy, trang này là trang rộng đúng không? Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục làm công việc là tạo database. Chúng ta tạo database cho thầy. Các em vào bên trong database. Rồi các em thay cho thầy username là thầy vẫn ghi là như thế. Cái này các em đã có người dùng rồi thì cứ như thế thôi, các em chỉ cần thay là xong. Các em chỉ cần thay shopping thôi, thay vào đây nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở navkit ra để chúng ta tạo shopping. Tạo này thì chúng ta đơn giản, chúng ta làm theo xem cái phần ghi của nó nặng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái shopping. Nào bây giờ chúng ta chọn vào đây, chúng ta đã chọn cho thầy là new database. Chúng ta ghi là shopping. Đấy, tra xét giống như lần trước chúng ta làm. Đấy, UTF-8. Rồi, ok. Chúng ta chọn tiếp cho thầy. UTF-8 dân. Rồi bây giờ trong shopping thì chúng ta chưa có cái bảng gì. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái query. Tạo bảng bằng bằng cách là chúng ta tạo nhá. Tạo bằng cách là chúng ta sẽ đưa ra bằng các câu lệnh truy vấn thì thầy sẽ nói như sau này. Ta phải trước hết là một là tạo bảng product. Bảng product ở đây
gì các em ghi cho thầy. Dùng để lưu các thông tin về sản phẩm. Dùng đây. Lưu các thông tin về sản phẩm nhá. Riêng cái bảng này table để lưu các thông tin sản phẩm như là gì, chúng ta như là mở ra như là tên sản phẩm. Đấy. Rồi gồm có cân nặng. Đấy. Rồi giá. Đấy. Rồi miêu tả. Đây là mô tả. Trường có các cột như thế nhé. Vân 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 vân. Đây là bảng product. Đây là bảng thầy nói là cái bảng này là bảng product nhá. Bảng tiếp theo là bảng các thuộc tính. Bảng product. Product nhá. Feature. Cái này là dùng để lưu thông tin của sản phẩm. Đấy. Bảng tiếp theo là bảng dò hàng. Đây, chúng ta ghi là bảng dò hàng. Bảng dò hàng làm gì? Đấy, chúng ta ghi cho thầy dùng để lưu thông tin của các sản phẩm. Được lựa chọn. Đấy. Được lựa chọn nhá, bảng này như vậy. Rồi chúng ta tiếp theo là gồm có bảng. Đây là bảng dò hàng thì chúng ta ghi là table vào đây. Đấy, bảng này nhá. Giờ tiếp theo là bảng customer. Customer đây bảng này table. Thì bảng này dùng để làm gì? Dùng để lưu thông tin khách hàng đã đăng ký. Đã đăng ký mua hàng. Đấy. Bảng này là như vậy nhé các em nhé. Rồi một bảng nữa là bảng order. Table. Bảng này dùng để làm gì? Bảng này dùng để lưu số lượng hàng hóa rồi thông tin ship, thông tin shipping nhá. Chúng ta nhớ là bảng để order để lưu số lượng hàng hóa, thông tin shipping để cho ở cái nơi mà khách hàng ở cần chuyển đến. Đấy. Rồi bảng nữa là bảng order chi tiết. Order chi tiết. Bảng này là dùng để lưu thông tin chúng ta học thầy nói rõ từng cái này như vậy. Lưu thông tin về sản phẩm một cách chi tiết khi mua
Đấy, bởi gì? Bởi order. Đấy, lưu thông tin chi tiết. Rồi tiếp theo là bảng payment. Bảng payment đi theo là chúng ta dùng để gì? Lưu thông tin. Về cả cái thẻ trả, đúng không? Lưu thông tin thẻ trả và thông tin về chế độ, lưu thông tin về chế độ trả của bất kỳ một đơn hàng. Đó, công việc của chúng ta làm các bảng này nhá. Các em cố gắng là làm đến được các bảng này cho thầy. Đó. Đây thầy viết ra như này thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi làm từng cái một, đúng không các em? Làm từng bảng một nhá. Rồi bây giờ chúng ta xóa này đi. Đấy, chúng ta sẽ viết truy vấn đầu tiên. Đấy, các bạn nào ấy thì chụp cái ảnh lại, chụp ảnh lại, dừng lại để xem. Thì bây giờ thầy xóa đi để chúng ta viết bảng đầu tiên. Chúng ta tạo một cái shopping rồi thì bây giờ chúng ta chỉ cần tạo trong này thôi. Create table. Hôm nay chúng ta học cái đầu tiên cái này thì chúng ta sẽ làm đầu tiên là bảng gì của các em nhỉ? Bảng sản phẩm đúng không? Product. Đó. Thì chúng ta mở ngoặc ra cho thầy. Gồm có là item. Item code. Từ item code là mã hàng nhá. Vacha chúng ta để là 30. Đấy, mã hàng not null. Đó, chúng ta để 30 not null. Được chưa các em? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thấy là mã hàng là như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục cho thầy là phẩy ở đây nhá. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục là item name voucher 150. Đây là chiều dài của tên sản phẩm. Nó luôn. Đó. Chiều dài tên sản phẩm nhá. Rồi chúng ta tiếp tục là chi nhánh. Đấy. Cái này chúng ta ghi va trang, tức là nơi sản xuất ấy. Đấy, 50 chúng ta ghi not luôn. Mà các em muốn ghi dài thì các em cho 200 đi. Đấy, cho nó dài. Tiếp theo là cân nặng weight. Thôi, cái này của thầy nó hơi chậm quá. Không sao. Chúng ta cứ làm dần. Tạo xong cái thì chúng ta nhẹ nhàng nữa lập trình thôi.
Rồi chúng ta cho weight của chúng ta là va chạm. Ba mươi đi các em. Not luôn. Đấy. Rồi dimension là chiều rộng chiều dài. Chúng ta ghi chỗ thầy là dimension va chạm 50. Not luôn. Đó, đi ghi dimension 50 nó luôn nhé. Rồi chúng ta ghi tiếp cho thầy là mô tả description. Description va chạm. Mô tả về sản phẩm các em cho 200. Nó luôn. Đấy. Rồi cái gì nữa nhỉ? À, mục hạng mục kết. À, category tức là loại, phân loại đấy. Tức là có thể là loại TV hay loại tủ lạnh, cái này dùng để mô tả như vậy. Va chạm chúng ta cho 5, cho 100. Not luôn. Đấy. Rồi chúng ta cho giá price. Chúng ta cho thầy chữ là mã nhị phân. Chúng ta cho thầy là decimal để ghi cái số thực, có số là 7 và hai số nhỏ phần, cứ để như này đi, 7 số, hoặc là chúng ta sẽ có thể cho 10, tức là 10 phần nguyên và hai phần thập phân. Cuối cùng là chúng ta ghi hình ảnh, là hình ảnh của sản phẩm image. Image nhé. Và cha đây là image name, tên của hình ảnh. Để chúng ta ghi là va chạm. Cái này chú ý nó, thầy sẽ dạy các em là post được hình ảnh này. Là va chạm các em cho 80. Đó. Và cuối cùng là chúng ta đóng cái này lại. Ta chạy cái này cho thầy. Nhá, chạy cái này cho thầy. Chạy cái bảng này cho thầy trước. Vâng, ta chạy. Bây giờ chúng ta chạy, chúng ta sẽ tạo ra một cái bảng này. Ờ, chúng ta dính phép, chúng ta sẽ được một cái bảng. Lỗi ở đâu nhỉ? À, lỗi decimal, cái này không có chữ L. Rồi, ok. Ok, bao giờ hiện chữ ok được đúng không? Giờ chúng ta có bảng sản phẩm đây. Rồi, xong bây giờ chúng ta lại vào quy, chúng ta tạo ra một cái mới nữa. Chúng ta tạo một cái mới là bảng sản phẩm rồi, bây giờ bảng chi tiết. Chúng ta ghi là kit. Table. Cái table nha, chúng ta ghi cho thầy là product. Feature. Chúng ta tạo cho thầy một cái bảng này. Và chúng ta xuống đây. Các em ghi cho thầy là item. Code. Cái này là với là cái key khóa trên đấy. Đây là khóa khóa ngoại va chạm. Nhưng mà chúng ta không áp dụng cái phần kia, nó chạy lâu. Va chạm 20. Các em dùng cái segment để chúng ta làm. Not, null. Đó.
Rồi, chúng ta cũng có thể áp dụng cái kia cũng được. Bây giờ, nhưng mà để làm đơn giản hóa đi. Năm cho hết cỡ. Thì bây giờ nhiều thuộc tính thì thôi thầy, chúng ta chưa biết thuộc tính gì của sản phẩm thì chúng ta cứ để dự phòng, ta copy nó ra. Thuộc tính 2 này, thuộc tính 3 này, thuộc tính 4 này, thuộc tính 5 này, ta thay số vào đây. 2 3 4 5 và cuối cùng chúng ta đóng cái này lại. Đây chúng ta ghi tên là bảng chi tiết sản phẩm. Đấy, chúng ta chạy cho thầy. Ok, xong hai bảng đúng không? Đấy, chúng ta xong hai bảng. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta lại gì? Ta lại tạo ra một cái bảng mới nữa là bảng shopping. Rồi chúng ta ghi cho thầy Ctrl S, ghi tên bảng là bảng cat, ghi thế nha để cho nó đỡ bị quên. Mở ra cash là giỏ hàng. Ở giỏ hàng này thì gồm có các em có là các session. Các session. Và cha. Tiếp theo là các item. Item nó như là một cái đơn vị thôi. Item code. Đó. Và cha. Các em cho 20 cho thầy. Not null. Nha. Rồi tiếp theo một mục nữa là class quantity. Đây là nói về số lượng. Thì các em cho thầy là số là số nguyên nhỏ small. Nó null. Đấy là số lượng hàng cas item. Tiếp theo con nó là số item, tên của số item của cái giỏ hàng thì chúng ta ghi cho thầy là voucher. Các em biết là khi mà chúng ta làm cái này thì người ta chỉ cần đặt hàng, người ta cho vào cái giỏ hàng của họ thôi. Và cuối cùng thì họ sẽ check hóa đơn và cái cửa hàng nó sẽ ship hàng đến cho người ta với cái hóa đơn mà người ta in sẵn ở trên này. Đó. Rồi tiếp theo là tổng số tiền của cái giỏ hàng. Em cho thầy 10 và 2 đơn vị tiền đúng không? Rồi đây là giỏ hàng nha, chúng ta chạy. Ok, xong giỏ hàng. Đấy, xong là có các sản phẩm thế này. Bây giờ chúng ta lại vào new query, chúng ta chọn new. Bây giờ chúng ta làm bảng customer.
ID với query để ta nhớ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bảng custom mới như sau. Customer mở ngoặc ra xuống, thứ nhất là email address đấy, pha cha của chúng ta là mở 60 đi, not luôn. Tiếp theo là password. Password vacha. Đây để em cho 70. Đó. Rồi tên đầy đủ. Tên đầy đủ nha. Tên đầy đủ khách hàng tôi không cần first name last name như lần trước đâu. Và chà. À, chúng ta cho tên đầy đủ 100. À, rồi tiếp theo của chúng ta là địa chỉ, dòng địa chỉ 1 address. Ta cho ba cha cho thầy. Chứ các bạn chú ý cho thầy dài với nhá, 255. Rồi tiếp theo chúng ta ghi địa chỉ 2 address. Address 2, cái này cho cái 1 đi. Ba cha dòng địa chỉ 2. Địa chỉ của khách hàng đấy, 255. Rồi bây giờ chúng ta cho tiếp tục là thành phố, city, vacha, thành phố hay tỉnh huyện thì cái đấy chúng ta đều làm như nhau. Chúng ta cho thầy là 100 đấy. Xong đến chúng ta ghi là state, là cái giống như là tỉnh huyện thì đó, chúng ta gọi là tỉnh state, thì chúng ta cho thầy là vacha 100. Rồi chúng ta ghi là tên đất nước, chẳng hạn như là chúng ta có thể ship cho nước khác, country vacha. Chúng ta có thể cho đến 70. Country, rồi cell phone là số phone. Đấy, chúng ta có thể là cell phone no là số phone. Chúng ta cho vacha. Ở đây các em cho thầy 50. Hoặc là cho ngắn hơn được, 10 năm 20 được. Và chúng ta cho primary key. Email. Chúng ta dùng email làm key luôn nhé. Address. Mỗi người một email khác nhau. Đấy. Và chúng ta đóng này lại cho thầy. Thôi, bây giờ chúng ta kiểm tra xem trước khi chạy. Ok rồi, ok rồi, ok rồi, ok. Add 1. Xong đó. Đây, đó, custom rồi.
Bây giờ chúng ta chỉ còn order và payment thôi, đúng không? Nào bây giờ chúng ta xong cái này rồi thì chúng ta lại vào new query. Chúng ta chọn new. Ghi nó vào thì gọi là order. Được 1 bảng, 2 bảng, 3 bảng, 4 bảng. Bây giờ chúng ta lại tạo. Đấy, bảng này là bảng O, ghi có lên cho thầy là bảng đặt hàng. Bảng đặt hàng nhá. Bảng đặt hàng ở đây thì chúng ta chú ý cho thầy tên là số hiệu của hàng hóa thì chúng ta là order, order now là số hàng hóa, in chúng ta cho 8 đi là số nguyên, not null auto increment. Order date. Đây là ngày. Email address. Địa chỉ của cái người nhận và trả người mua đấy cho 70. Rồi tiếp theo tên của khách hàng, customer name và trả chúng ta cho là 100. Customer name. Rồi shipping. Shipping ở đây là shipping address. Dòng 1, dòng shipping 1 thì chúng ta ghi thông tin về địa chỉ shipping. Shipping nhá, ở đây thì các em ghi cho thầy là địa chỉ rồi. Giờ copy cái này nhá. Alo, rồi bây giờ chúng ta tiếp tục làm cho thêm 3-4 cột nữa. Tức là những cột này rất quan trọng, chúng ta phải cột là shipping. City tức là thành phố mà chuyển cái hàng đến và cha à, 50 chúng ta cho 50 hết đi rồi shipping và cha rồi shipping state. Number
Shipping Country. Và trả 50. Rồi chúng ta tiếp tục là shipping zip code, mã bưu điện. Và khóa chính. Order. Cái cuối cùng thì không cần. Nào, chúng ta kiểm tra xem có chỗ nào. Ok, chạy nhá. Ok, xong rồi. Đấy. Và chúng ta đã được tất cả dân tố bảng chưa? Đó, được. Đó, ok. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục một cái mưu mới. Bảng về order chi tiết và bảng trả. Order chi tiết. Các em nhìn thấy ở đây có rất nhiều cơ sở dữ liệu nhưng mà nó nằm ở trên một cái server, nó không, nó phân biệt. À, shopping thì đi với phần mềm shopping, quản lý điểm nó đi sẵn phần mềm quản lý điểm. Nói chung là mỗi một loại là nó sẽ khác nhau. Rồi bây giờ chúng ta ghi cái này là order chi tiết. Là ghi cho thầy order nào. Item name. Rồi. Quantity số lượng. Máy hơi chậm. Chúng ta phải có một cái phần mềm có một cái máy tính tốt để chúng ta làm. Nên mai các em
xin bố mẹ các em một cái máy tính computer loại speed tốc độ cao, bộ nhớ lớn để chúng ta có thể làm được, đúng không? Rồi bây giờ tiếp theo là chúng ta đến giá. Chúng ta cho vào đây là 10,2. Đấy. Thế là chúng ta đóng cái cửa này lại. Chúng ta kiểm tra xem có vấn đề nào không. Đấy. Bây giờ cho thầy chạy nhé. Ok, xong rồi. Đấy, chúng ta phải làm nốt hai bảng nữa. Rồi. Nhớ nhá, giá price là giá này, quantity là số lượng này, item name là cái sản phẩm này, item code là mã sản phẩm này, order now là mã đặt hàng này. Đấy. Thế bây giờ chúng ta làm một cái nữa là làm cái hóa đơn thôi. Đấy, chúng ta sẽ chọn một cái mới, và chọn new. Rồi, ghi là cái này là hóa đơn thanh toán. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm cái bảng hóa đơn. Payment. Payment đi theo nhé. Được nhỉ? Đấy, gồm có order. No. Là mã đặt hàng. Kiểu số nguyên nhỏ. Order date. Ngày đặt hàng. Số lượng trả. Amount. Decimal. Chúng ta ghi cho thầy 10,2. Đấy. Và email. Z. Và cha. Tiếp theo là chúng ta customer name, tên khách hàng, vacha 100, payment kiểu trả theo thẻ tín dụng hay trả theo trực tiếp. Và trả chúng ta để cho thầy 30. Rồi payment time, bây giờ name on tức là số card, cái card visit ấy, cái card thẻ tín dụng ấy. Ngày hết hạn của thẻ, ngày hết của cái hóa đơn expire.
ta kiểm tra xem nhá. Rồi ta chạy. Ok xong rồi. Thế là chúng ta đã phải làm từng này cái bảng. Gồm có này, bảng giỏ hàng, bảng khách hàng, bảng order chi tiết, bảng hóa đơn thanh toán, bảng thuộc tính chi tiết của sản phẩm và bảng sản phẩm. Đấy, chúng ta đã làm xong cái này. Vì bài này nó quá dài cho nên là thầy dừng ở tại đây. Lát nữa thầy dạy tiếp chúng ta một tiếp tục để các bước công việc tiếp theo. Đó. Ok nhá, cả lớp ok rồi. Bây giờ chúng thầy